Theo tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ đang xây dựng dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức tăng trên 37,38% cho 8 nhóm đối tượng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Dự kiến số đối tượng được điều chỉnh tăng lương trợ cấp là 984.236 người, kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2020 là 937 tỷ đồng. Các nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp hàng tháng gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.